Này, cái thằng ăn mày nằm ở đây nhở? Ơ kìa. Ơ kìa. Thế nào đây? Sao lại có cái thằng ăn mày ở trong xe này nhở? Tôi ạ. Toàn. Trời ơi. Đúng là Toàn rồi. Lâu lắm rồi không gặp. Chỉ có khác quá. Xin nói là tôi không nhận ra đấy. Tớ gặp một chút chuyện mà. Em quen thằng giải rách à? À, đây là Toàn, là bạn trai cũ của em. 10 năm rồi bọn em không gặp nhau nên là em vui quá ấy mà. Bạn trai? Em vừa mới ôm bạn trai cũ ngay trước mặt bạn trai hiện tại của em đấy. Thực ra không có gì đâu. Bọn tôi cũng giữ khoảng cách với nhau mà. Thì chỉ là bạn cũ lâu ngày không gặp nhau cho nên mới vậy thôi. Rồi rồi, đi đi đi. Tôi không có thời gian dư giả đứng đây chào hỏi loại người như anh. Té à? Đi. Này, anh nói chuyện với bạn cũ của em như thế đấy à? Ok ok. Thôi được rồi, thế để anh chào hỏi lại bạn cũ của em cái nhá. Cảm ơn ông bạn nhá. Cảm ơn vì đã giúp đỡ người yêu tôi lúc tôi với cô ấy chưa gặp nhau nhá. Anh đừng tỏ ra khó chịu như thế nữa, có được không? Ôi, tôi chết rồi. Cái ví của anh đâu rồi nhở? Hay là anh để quên ở trên nhà rồi? Hình như cậu làm rơi ví ở chỗ tôi này. Em hiểu Toàn là người như nào mà. Cậu ấy là một người lương thiện trong mọi hoàn cảnh. Cảm ơn ông bạn nhá. Này, em nghĩ ra cách để giúp Toàn đỡ khó khăn rồi. Thật sao? Cách, cách gì? Cậu mau lên xe đi. Lên xe với bọn tớ đi. Chà, thả nào ngày xưa các cô ấy đổ cậu cứ ầm ầm ấy. Nhìn cậu mặc đồ gì trông cũng mảnh chọe ra sao nhở? Thôi, đừng khen tớ như vậy. Người khác nghe thấy tớ ngại lắm. Chịu khó làm việc nhá. Này, đừng có thân thiết quá với cái thằng này. Cho anh mặt mũi một tí đi. Đừng có để mọi người trong công ty nhìn thấy em thân thiết với cái thằng ăn mày như thế. Đúng rồi đấy. Tôi không muốn vì tôi mà ảnh hưởng tới mối quan hệ của hai người. Tôi làm việc trước đây. Làm việc cho nó cẩn thận. Tôi mới thấy anh bất cứ một lỗi gì thì đến cả cái cọ bồn cầu anh cũng không làm được ở đây đâu. Thôi rồi, em cũng về làm việc của mình đây. Có ai ở trong không ạ? Tôi xin phép vào dọn dẹp nhá. Sao lại cài mật khẩu lắm cái gì nhỉ? Cái này khó quá, bỏ qua đi. Thầy ơi. Tên ngốc thế này chắc là cũng chỉ giấu chìa khóa ở quanh phòng này thôi. Để ở đây nó có lộ liễu quá không nhỉ? Cái thằng ăn xin ăn mày, sao mày lại ở trong này? Tôi chỉ làm việc của mình thôi mà. Mày thích việc, đi ra ngoài mà lau cái bồn cầu mày đi. Đi ra. Làm gì mà căng đấy, tôi ra ngoài là được mà. Thôi,
anh đừng có chấp cái thằng ngu ngốc đấy làm gì nữa. Cứ nghĩ nó là người yêu cũ của anh, con danh con kia là anh tức không chịu được. Nào, nhưng mà anh còn có em còn gì nữa. Em chỉ thích một mình anh như thế. Cậu không dọn dẹp đi mà lại đi tìm cái gì đấy? Bí mật của bạn trai cậu đấy. Có chuyện gì mà sao mọi người kéo hết đến phòng em thế? Đang trong giờ làm việc mà. Anh đã bảo em ngay từ đầu Tài là một thằng ăn trộm mà em không nghe anh. Em đã nói rồi, anh có thể nói bất kỳ ai là một kẻ gian, nhưng mà Toàn thì không. Đạo đức của cậu ấy em hoàn toàn tin tưởng. Thế tại sao nó lại ăn trộm chìa khóa ở ngăn kéo phòng của anh hả? Trong ngăn kéo đó ấy, có chứa những tài liệu làm ăn phi pháp của Hải làm sau lưng cậu. Phi pháp á? Phòng anh chả có gì cả. Nếu mà thích thì cứ đến kiểm tra xem là ai sợ ai. Được rồi Toàn à, chuyện này không thể nói chơi được đâu. Cậu chắc chắn sẽ không thất vọng đâu. Xem ra người phải thất vọng ở đây là bạn của em rồi. Dương, anh hy vọng là món quà này sẽ khiến cho em được vui vẻ. Đây là bí mật mà anh vẫn giấu giếm sao? Anh có thể nói với em sớm hơn mà. Chỉ là anh muốn tìm một cái thời điểm thích hợp hơn thôi. Nhưng mà nhờ bạn cũ của em mà hôm nay anh đã cầu hôn thành công em. Không thể nào. Tài liệu và giấy tờ ở đâu hết rồi? Rốt cuộc là anh có mưu gì? Anh muốn vào đây làm việc hay là muốn chia rẽ chúng tôi vậy? Không, nhưng mà rõ ràng tôi đã nghe anh nói. Này, sao cứ tối ngày anh rình rập tôi để làm gì nhở? Toàn này, tôi biết là cậu không thích anh Hải vì nhiều lần anh ấy đã trách cậu. Nhưng mà cách cậu làm như vậy làm cho tớ cảm thấy cậu không còn giống như ngày xưa nữa rồi. Giám đốc ơi, chị phải làm chủ giúp cho em ạ. Tiền em định gửi về quê sáng hôm nay vẫn còn mà bây giờ đã mất rồi ạ. Cô đã tìm kỹ chưa? Có khi nào là để quên ở nhà không? Hôm nay em đến công ty thì người nhà em gọi bảo là cần tiền gấp. Thế là em mới chuẩn bị tiền rồi đếm tiền. Cái anh lao công lại còn nhìn thấy mà. Dương à, xem ra là anh bạn của em không đàng hoàng như em nghĩ rồi. Này, cô đừng có linh tinh nhá. Tôi thấy cô đếm tiền bao giờ? Cuối cùng thì cái đồng tiền nó cũng sẽ làm lòi ra cái bản chất thật sự rẻ rách của anh ta mà thôi. Tớ không lấy cái gì của họ hết. Nếu thật sự nhá, là tớ lấy thì tớ đã bỏ đi rồi. Cô tình cờ làm cái gì cơ chứ? Vậy thì lục soát người anh là biết mà. Được, lục đi, để xem ai lấy nào. Được. Sao? Thất vọng lắm đúng không? Đã là ăn trộm thì không giấu chỗ này giấu chỗ khác. Mình sẽ đi chỗ khác để tìm. Dương này, cậu và tớ là bạn bè với nhau. Cậu không tin tớ thì thôi, nhưng mà cũng đừng để cho người khác chỉ nhục tớ như vậy chứ. Cậu cứ để mọi người kiểm tra đi. Nếu như cậu trong sạch ấy thì không cần sợ gì hết. Xong rồi. Cơm này mày cũng để cho người ăn được à? Cái này đúng là của tôi rồi. Mày cơ, 10 triệu vẫn còn nguyên. Không, không thể nào. Cậu hãy tỉnh táo lại đi. Bọn chúng là một bọn với nhau, thông đồng với nhau đấy. Cậu bị đuổi việc. Đáng ra ngay từ đầu tôi không nên đưa cậu về đây mới phải. Các người, các người vẫn luôn coi thường tôi. Vậy nên tự cho mình cái quyền để đánh giá nhân phẩm của tôi. Nhưng mà sự thật là cái mắt nhìn người của tao quá đúng rồi đấy. Mày chỉ là một cái loại hạ đẳng thôi Toàn. Cậu nghĩ cái nhẫn này là dành cho cậu hay sao?
chiếc nhẫn này rất đẹp, em rất thích. Cảm ơn anh. Hôm nay em sẽ đi làm về sớm và nấu cơm cho anh về nhé. Cái thằng ăn xin ăn mày đấy tưởng chơi anh là dễ á. Quà anh nhất định phải bù cho em đấy nhá. Em cứ yên tâm, anh sẽ mua đền cho em một cái quà mà nó đắt gấp 10 lần cái nhẫn đấy nhá. Anh định bỏ đi giữa chừng như thế à? Thôi, Dương nó đợi anh ở nhà rồi. Chuyện làm ăn của anh vẫn phải nhờ nhà nó nhiều. Thôi, chịu khó. Bao giờ mà anh đủ lông đủ cánh rồi, anh sẽ đền bù hết cho em, không để em phải thiệt cái gì đâu. Rất tiếc là không còn ngày đó nữa đâu anh Hải. Đóng kịch ấy, để anh Hải thêm một chút thôi. Chứ còn từ lâu Dương đã nghi ngờ anh, và anh đã bình thủ tiền công quỹ rồi làm ăn phi pháp rồi. Toàn chính là người mà tôi thuê về để gài vào theo dõi anh thôi. Cái gì cơ? Em nghĩ tôi ngu hay là đầu óc em có vấn đề mà lại đi tin tưởng cái thằng ăn mày này? Cậu ấy không phải là ăn mày. Cậu ấy mới đi du học về, nhưng mà vì muốn giúp đỡ tôi nên mới làm như vậy thôi. Cậu ấy đáng tin hơn anh gấp trăm lần, chứ không như anh, cái loại thú cưng còn phản bội cả người cho mình ăn nữa. Sao bây giờ rồi đấy? Muốn trốn cũng không được nữa rồi. Công an đang đợi anh ở dưới cổng ấy. Mọi chứng cứ phạm tội của anh tôi cũng đã nộp hết cho họ rồi. Rồi, anh xin em, anh biết anh sai rồi, em có thể bỏ qua cho một lần được không? Nào, ở lại với người yêu của cô đi chứ. Anh thấy chưa? Người mà anh luôn tin tưởng, bây giờ cũng muốn phản bội anh luôn rồi đấy. Đến giờ phút này rồi vẫn còn muốn chạy, cũng thật là quá hèn hạ. Cảm ơn cậu nhá, vì đã giúp đỡ tớ. Cậu đúng là chàng trai vẫn tốt bụng như là ngày nào. Đúng vậy. Và tình cảm của tớ cũng như thế. Tớ vẫn không thay đổi đâu. Dương này, hay là chúng ta quay về những chiếc kia được không? Tôi xin lỗi, để tôi nhặt cho. Của anh đây ạ. Hình như là vẫn còn sót gì đó. Thế này thì mới đủ này. Nhưng mà tại sao anh lại biết ạ? Khi một giác quan trong cơ thể người yếu đi thì tất cả các giác quan còn lại phải khỏe hơn chứ. Không hiểu không? Tôi... Những kẻ làm sai sẽ phải trả giá. Bây giờ mang lên phòng quản lý và xin nghỉ việc đi. Anh ơi, tôi xin lỗi. Tôi thực sự... Tôi chỉ nhất thời hồ đồ thôi. Tại vì bố mẹ tôi đang bị bệnh nặng nên là... Anh bỏ qua cho tôi được không ạ? Thôi được rồi, không cần phải giải thích nữa. Cô có muốn về nhà cùng với tôi không? Tôi không phải là người như vậy. Anh hiểu lầm rồi. Tôi không có ý gì đâu. Chỉ là bây giờ tôi đã cảm thấy chán ngấy với cái cuộc sống tối tăm như vậy thôi. Và tôi rất cần một người bạn ở bên cạnh tôi để tâm sự. Cô thì cần tiền, còn tôi thì cần người ở bên cạnh. Như vậy chúng ta tốt quá rồi còn gì. Nếu như cô không tin, cô có thể đi theo tôi. Tôi thấy để con gấu này ở đây nó có vẻ không ăn nhập lắm với các nội thất ở trong nhà. À, con gấu này là của em gái tôi. Nó đã bị lạc mất khi mà tôi còn nhỏ. Hồi đó mắt tôi bị kém, tôi đã không trông nó được cẩn thận và nó đã chạy ra ngoài mất. Giá mà mắt tôi có thể nhìn tốt hơn thì mọi chuyện đã không như vậy rồi. Vậy người thân của anh đâu hết rồi? Mất hết cả rồi. Và năm ngoái
Bố tôi là người cuối cùng đã bỏ tôi mà rời đi. Vậy nên anh mới cần một người sống cùng để cho căn nhà bớt trống trải hả? Đúng vậy. Và tôi cũng mong rằng mắt tôi có thể nhanh chóng sáng lại để tôi có thể đi tìm em gái của tôi nữa. Ký với bản hợp đồng này nên những cô đồng ý chuyển đến ở cùng với tôi. Và hàng tháng tôi sẽ gửi tiền cho cô. Cô yên tâm đi, cả bố mẹ cô nữa tôi sẽ chu cấp cho họ. Và trong cái bản hợp đồng này, yên tâm là cô sẽ được lợi rất nhiều. Được rồi, từ bây giờ trở đi, căn nhà này cũng là của cô. Phiền cô bây giờ giúp tôi dọn dẹp qua chúng một chút nhé. Dù có nhạy cảm thế nào thì anh ta cũng chẳng nhìn thấy gì đâu. Nhìn sợ gì chứ. Anh cứ như là ma ấy, làm tôi sợ chết đi được ấy. Lòng tham chính là chất độc mạnh nhất. Anh nói gì mà kỳ quái đấy. Này, tiền anh làm rơi này, chắc là anh cũng không biết là anh làm rơi từ khi nào đâu đúng không? Tất cả là 10 triệu đấy, cắt cho nó cẩn thận vào. Nếu như đây là tiền mà tôi làm rơi từ lâu rồi, thì nếu như bây giờ nó biến mất thì tôi cũng đâu có biết gì đâu đúng không? Cũng may là tôi đã có hệ miễn dịch với lòng tham rồi. Mà thôi, tôi đi nấu cơm đây. À, để tôi nấu canh đầu cá chép cho anh ăn nhá. Ăn mắt cá chép vào sẽ giúp mắt anh tốt hơn đấy. Khoan đã, tại sao cô lại biết chuyện này? Nói đi, cô là ai? Thì tôi biết từ hồi nhỏ thôi. Chắc là có người lớn nói nên tôi nhớ. Anh hỏi lạ thế. Thôi, tôi đi nấu cơm đây. Con bé cũng từng phần tôi mắt cá và nói với tôi y như vậy. Đã từ rất lâu rồi, không ai nói với tôi câu đó cả. Có lẽ bây giờ tôi đang cảm nhận tình thân gia đình rồi. Mặc dù không biết là cô thật lòng hay chỉ là diễn nữa. Wow, cậu đổi đời thật rồi. Sao đột nhiên lại quen được tài phiệt hào phóng thế này? Ghen tị quá đi. Anh ấy cũng đáng thương lắm. Thế nên tôi luôn phải cố gắng làm thật tốt để giúp đỡ anh ta phần nào. Này, hay là nhân lúc anh ta không có ở nhà, cậu cho tôi mượn ngôi nhà này để lên mặt với đám bạn đi. Chúng nó thường ngày chế bài tôi suốt. Không được đâu, đây không phải là nhà của tôi. Với cả anh ta cũng khó tính lắm, nhạy cảm nữa. Hay quá, giờ khác rồi. Giờ thì cậu không còn cần người bạn nghèo như tôi nữa. Mới có vậy thôi đã chẳng nể nang gì nhau rồi. Thôi được rồi, nhưng mà cậu không được dẫn nhiều bạn về quá đâu đó nhá. Ok, đúng là bạn tốt mà. Còn chưa đi đi, nhanh lên, anh ta sắp về rồi đấy. Dọn đồ rồi đi ngay đi. Dậy đi. Nhanh lên. Dậy chúng mày ơi, nhanh lên. Đừng có động đậy, anh ta thính lắm. Đợi khi nào anh ta vào phòng rồi bọn tôi bảo đi về luôn đi. Về rồi à? Tôi còn đang định gọi điện hỏi là hôm nay anh muốn ăn gì đấy.
Chuyện này là... Cô làm cái gì đấy? Cô không biết giới hạn của mình ở đâu sao? Chỉ là... tôi lỡ tay làm rách thôi, để tôi khâu lại cho anh. Cô nói dối. Cô đã lấy tiền ở trong này. Cô có thể lấy bất cứ thứ gì khác, nhưng mà tiền ở trong này là tiền của em gái tôi để dành cho tôi đi trước mắt đấy, cô hiểu không? Tôi thực sự không biết tiền nào cả. Bao lâu nay anh cũng thử hiểu tính tôi rồi mà. Tôi biết là anh rất trân trọng những kỷ vật mà em gái anh để lại. Thế nên là tôi không bao giờ động vào nó cả. Tôi không tin. Tất cả những gì mà cô làm chỉ là cô diễn kịch để cô kiếm tiền thôi. Xuyên một chút nữa tôi bị cô lừa rồi đấy. Nếu tôi vì tiền của anh thì việc gì tôi phải lo lắng cho anh, lo anh bị vấp ngã. Rồi nhớ cả những lúc anh ghét ăn cà rốt, anh bị dị ứng với đào. Rồi những khi trời mưa thì mắt anh sẽ bị nhức. Tôi cần gì quan sát là anh đang giấu giếm nỗi đau của mình. Tôi biết là anh muốn thử lòng tôi, anh nhắc nhở tôi đừng tham lam. Nhưng chính anh mới là người cho mình quyền thượng đẳng, dùng tiền để làm thước đo người khác đấy. À đấy, trong phòng này còn có ai nữa vậy? Cứ nói đi, cô đã làm những gì rồi? Trong ngày hôm nay, cô đã phải quá nhiều điều cho cảm biết rồi, cô biết không? Này, chúng tôi là bạn của Linh, đến đây để xem nó sống có ổn hay không. Anh làm gì mà làm quá lên vậy? Đúng là làm màu. Số tiền trong con có bông là cậu lấy à? Của tôi? Cậu bông nào? Ai biết? Nếu như của cậu thì tại sao cậu lại quật tiền vào làm gì chứ? Thì ra là cô lấy à? Cô mau trả ở đây, nếu không tôi dùng biện pháp mạnh đấy. Coi như tôi bố thí cho mấy người, thả mất tiền còn hơn mang tiếng ăn cắp. Khoan đã, cô phải ở lại đây. Tôi nói cho cô biết, số tiền này nó quý giá hơn bất cứ thứ gì khác. Cô phải xin lỗi em rồi mới được đi. Xin lỗi vì đã hiểu nhầm cô. Trong khi nóng giận, ngôn từ của tôi thường mất kiểm soát, đã làm tổn thương đến cô. Rất xin lỗi cô. Thời gian mà cô ở đây, thực sự tôi đã cảm thấy là tôi như có gia đình một lần nữa vậy. Anh chỉ xa tôi ra. Cô sao thế? Nội dung trong bản cam kết, nếu như tôi phạm về những điều đã quy định thì tôi sẽ phải hiến xác hoàng cho anh. Nếu như tôi không đọc kỹ thì có lẽ tôi cũng không biết đâu đấy. Không. Bảo sao hôm đó anh lại mong tôi ký nhanh đến vậy? Không, không phải như vậy đâu. Bản cam kết này tôi đã định hủy nó đi rồi, chứ tôi không hề muốn giữ lại. Hóa ra tôi cũng chỉ là kẻ hiến ra mặt cho anh. Tôi cứ nghĩ anh từng bước muốn thử lòng tôi và để mong tôi tốt hơn. Anh cũng chỉ là gài bẫy tôi thôi. Con người anh đáng sợ thật đấy. Không, không phải như vậy đâu. Đúng là từ ban đầu tôi đã muốn làm như vậy. Nhưng mà sau này khi ở gần với cô, được cô quan tâm và chăm sóc, tôi đã có một cảm nghĩ khác. Và tôi coi cô như một gia đình của tôi vậy. Lúc đầu tôi cũng muốn là mắt tôi có thể sáng lại và em gái tôi có thể quay trở về. Nhưng bây giờ tôi đã khác rồi. Tôi đã muốn hủy cái bản cam kết đó đi rồi. Cô nghe tôi nói đã. Giữa chúng ta không có bản cam kết nào cả. Anh xử tao phải sống cô độc cả đời. Còn em gái anh rời xa anh cũng là vì cái sự ích kỷ của anh đấy. Cô có thể rời đi, nhưng mà hãy tha thứ cho tôi được không? Thật sự khi ở cạnh cô tôi cảm thấy như là con bé đang ở cạnh tôi vậy. Chờ tôi với. Anh đừng có đi theo tôi nữa. Này, anh tỉnh lại đi. Tôi tha thứ cho anh, tôi tha thứ cho anh rồi mà. Thực ra tôi đã coi anh là có anh trai rồi. Tỉnh lại đi. Đây là... đây là đâu? Linh ơi! Linh ơi! Linh ơi!
Em là San, em gái của anh đây. Em về rồi. Em về với anh rồi đấy. Là cô? Cô là em gái của tôi á? Đúng thế. Lúc hiến máu cho anh, bác sĩ đã tình cờ phát hiện ra chúng ta có quan hệ huyết thống. Em sợ sai nên đã thử ADN nhiều lần. Sau đó em về hỏi bố mẹ thì bố mẹ nói thực chất em chỉ là con nuôi. Sợ em tủi thân nên bố mẹ mới giấu em suốt bao năm qua. Vậy là em sao? Em là em gái của anh sao? Cuối cùng anh đã tìm được em rồi. Bây giờ mạnh có chết anh cũng yên lòng. Nào, anh không được nói bậy. Khó khăn lắm anh em ta mới gặp được nhau. Em với anh sẽ sống thật hạnh phúc. Em sẽ không để anh cô độc nữa đâu. Xin lỗi anh vì đến bây giờ mới nhận ra anh. Không sao đâu. Bây giờ anh rất muốn được nhìn thấy khuôn mặt của em. Anh muốn xem là khuôn mặt của em bây giờ thế nào. Và giữa anh và em thì ai là người giống bố mẹ hơn? Có lẽ ông trời đã nghe được lời thỉnh cầu của anh nên đã cho anh được toại nguyện rồi. Thật may, trong thời gian cậu hôn mê, có người đã tình nguyện hiến giác mạc phù hợp cho cậu. Có lẽ hôm nay sẽ là ngày bước sang một trang mới của cuộc đời cậu. Cậu nhớ giữ gìn và trân trọng nó nhé. Tôi còn người thân. Và bây giờ tôi có thể nhìn thấy ánh sáng. Và tất cả mọi người đều yêu thương tôi. Thì tại sao tôi lại không thể sống tốt chứ? Nhất định tôi sẽ sống thật tốt vì bản thân mình và vì những người yêu thương tôi nữa.